Hi, xin chào Minh Huy Trần. Hi, chào các bạn. Hi, xin chào các bạn. Do sự cố kỹ thuật cho nên là chúng tôi đã tiến hành livestream lại. Thì mong các bạn thông cảm ha. Các bạn chờ một tí xíu. Thì để cho mọi người vào đông đông hơn tí xíu nữa thì admin sẽ nói luôn một lần cho nó tiện ha. Ok, thì trước mắt chúng ta sẽ đi vòng quanh cái Event Center ha. Ok, có thể là các bạn cũng vào khá là đông rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gặp admin Trung Thứ Lan. Đây là các sản phẩm của Sado. Hi, xin chào các bạn đã đến với buổi livestream của Express Center trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay tôi admin Trung Thứ và anh admin Su Kem sẽ đem tới những các bạn những kiến thức, những cái điều các bạn cần phải chuẩn bị trước khi chúng ta có một chuyến đi tour 2 tháng 9 thật là vui vẻ cùng bạn bè và người thân. Thì không biết là trong dịp lễ này thì không biết admin Su Kem có dự định là đi đâu không ạ? Thì thưa anh Trung Thứ, thì sắp tới thì chắc Su cũng cùng và một vài người bạn là đi đâu đó những để mình thư giãn sau một cái khoảng thời gian mình làm việc thôi, thì chắc cũng sẽ đi biển hay là đi đâu đó, thì không biết anh Thứ có đi đâu không ta? Trong kỳ tour này thì thật sự là mình cũng khá là bận công việc ở nhà, tuy nhiên là mình sẽ dành một chút xíu thời gian để mình dẫn cô bạn gái xinh đẹp của mình đi đến biển Vũng Tàu để có thể là ngắm biển thôi, khỏi phải tắm biển. Thì trước khi đi vào chương trình khuyến mãi ngày hôm nay thì mình xin được lưu ý với các bạn một điều là đừng quên like và share video clip này ở chế độ công khai trên Facebook. Chúng tôi sẽ có 3 phần quà trị giá lên đến hơn 900 nghìn dành cho các bạn khi like và share công khai video clip này. Đầu tiên đó là một chai German Gold 5W40 ngay tại đây. Một sản phẩm fully synthetic đến từ nước Đức trị giá 215.000 đồng. 215.000 nha các bạn. Một sản phẩm thứ hai đó là một sản phẩm hoàn toàn mới vừa cập bến Express Center, đó chính là siêu phẩm đến từ nước Ý, Essenza Extreme. Các bạn có thể thấy fully synthetic và có gốc ester bên trong. Giá của sản phẩm này hiện tại đang là 285.000 đồng cho một bình 10W40 và 275.000 đồng cho một bình 10W30. Và cuối cùng đó chính là một bình Motul 300V tem 2 lớp trị giá 439.000 đồng. Chúng tôi sẽ dành ra cho 3 bạn may mắn nhất khi thực hiện đầy đủ các bước like và share clip này trên Facebook ở chế độ công khai. Và để đi vào chương trình khuyến mãi này thì admin sẽ tư vấn cho các bạn những điều các bạn cần chuẩn bị cho bản thân và chuẩn bị cho người thân để có một chuyến đi tour thật là an toàn và vui vẻ. Thì đầu tiên thì admin Su Kem có thể là tư vấn một vài điều gì để chúng ta chuẩn bị một chuyến đi tour thật là tốt không? Thì đối với khi mà chúng ta để mà chuẩn bị những cái điều hết sức là quan trọng để mà khi mà chúng ta đi một cái cuộc hành trình nó xa thì mình phải cần có những cái chuẩn bị thật là kỹ lưỡng, như là mình phải thứ nhất là việc là mình phải coi, mình phải kiểm tra cái chiếc xe của mình, nó cái hệ thống mỏ rồi hệ thống thắng cũng như là đèn hay còi, mình kiểm tra coi nó có bị những cái hư hỏng hay như thế nào hay không, tại vì khi mà mình đi xa thì mình sẽ không có biết trước được những cái trục trặc bất thường. Ví dụ như khi các bạn đi những cái quãng đường nó xa thì khi mà mình đổ những cây xăng chẳng hạn thì nó sẽ có những cái cây xăng kém chất lượng. Đúng như rồi. Vậy nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái chiếc xe của mình, nó không có được hoạt động tốt cũng như là sẽ có những cái trục trặc nó xảy ra thì mình không có đáp trước được, đúng không? Rồi, vâng. Thì đầu tiên thì các bạn nên có một cái gọi là mình kiểm tra tổng thể chiếc xe của bản thân mình trước khi chúng ta đi tour, bởi vì đó là người bạn đồng hành tốt nhất trên từng quãng đường. Thì đầu tiên thì
tôi, bản thân tôi thì chúng tôi, nếu mà tôi tự kiểm tra, tự sửa xe được ở nhà thì điều lưu ý đầu tiên đó chính là về dầu nhớt. Thì về dầu nhớt thì admin có thể tư vấn cho các bạn những cái loại dầu nhớt hoặc là những cái dòng sản phẩm nào có thể phù hợp cho các anh em đi tour xa hay tour gần chẳng hạn trong cái kỳ lễ lần này. Vâng, thì mình sẽ tư vấn cho các bạn làm sao để mà chọn được một cái chai nhớt nó phù hợp để mà các bạn khi mà đi những cái tour xa cũng như là những cái quãng đường ngắn để mà phù hợp với những cái dòng xe của các bạn. Thì đối với các cái dòng xe như là Honda Winner thì admin khuyên các bạn là nếu như đi tour ngắn á, thì mình đi những cái chai nhớt có cấp độ nhớt là 30 thôi, cấp độ nhớt 30 cho những tour ngắn. Để chi á, em số thì theo như nhà khuyến cáo nhà sản xuất á, thì đối với riêng dòng xe của Honda thì mình đi cái cấp độ nhớt 30 là nó ok đó rồi. Rồi đó, còn đối những cái tour dài á thì mình nên độ cái cấp nhớt độ nhớt là tầm 40 thì để cho nó cái cấp độ nhớt của nó sẽ được đảm bảo khi mà mình đi xa như vậy nhất thì nó sẽ không có bị loãng ra khi mà mình vận hành máy nó quá nóng. Tôi có nghĩa là nếu các bạn đi tour, các anh em winner đi tour, các bạn nên đi dòng nhớt 40 để xe nó êm máy hơn, cũng như là khi mà động cơ của chúng ta mà hoạt động nó động cơ nhiệt độ nó quá nóng lên rồi thì nhớt loãng ra, nó sẽ đảm bảo được vẫn đảm bảo được cái độ nhớt và độ bôi trơn bên trong. Thì đó là một lưu ý dành cho các anh em Honda Winner hay là Future, các anh em Future hay là quay chúng ta đi tour, chúng ta cần lưu ý vấn đề này. Còn đối với lại Exciter thì sao nhỉ? Vâng, còn đối với các anh em đang đi các dòng xe của Exciter hoặc là các cái dòng xe của Suzuki như là Rider hay Sakura gì đó thì bên phiên các bạn là nên đổ những cái dầu nhớt, cái chai nhớt có cấp độ nhớt là 40 cho những cái quãng đường tour ngắn thôi. Nhưng mà tour xa thì mình đi vẫn được nha, tour xa cấp độ nhớt đi 40 vẫn được. Nhưng mà nếu những bạn nào mà chạy những kiểu như là bạo lực hay là anh em thích một cái cảm giác nó là mạnh mẽ chẳng hạn, chạy nó rất là dữ dằn thì mình có thể đổi cấp độ nhớt là 50 đó, để mà cung cấp cho cái chiếc xe của mình nó có những cái công suất nó được đảm bảo khi mà trên cái chuyến đi của mình đấy. Vậy thì đối với các dòng xe phân khối lớn như thế nào, giống như anh em, các anh em thường thường như có những chiếc xe như là CB250, CB1000, R1, Z1000 thì sao? Thì đối với những cái dòng xe phân khối lớn thì Su khuyên các bạn, ví dụ như những dòng xe từ 250 phân khối cho tới 300cc thì mình đổ cấp độ nhất là 40 là ok rồi. Còn những anh em nào mà tầm hơn 300 phân khối trở lên thì mình có thể đổ 50. Đó, như vậy là nó sẽ ok nhất cho với chiếc xe của mình. Và đặc biệt thì theo như mình thấy đó Su, thì cái dòng máy như là Ducati hay là KTM thì nó khá là nóng, cho nên là chúng ta có thể là chúng ta cần phải đổ cấp nhất là 50. Thì ở đây chúng tôi có một vài sản phẩm để cho các bạn có thể lựa chọn trong chuyến đi tour lần này. Đối với các em anh em winner, chúng ta có thể đi cấp nhất 30 trong những cái tour gần. Đầu tiên chúng ta sẽ có sản phẩm Vulcanic XM với cấp nhất biến thiên từ 30 đến 40, phù hợp cho các dòng xe winner đi trong thành phố và kể cả đi những cái chuyến tour ngắn dưới 300-400 km. Một dòng sản phẩm Fully Synthetic với ST 4 lần trong này, trị giá là 389.000 đồng. Nhưng đặc biệt các anh em winner Sonic lưu ý, chúng ta cần phải thay đủ 1 lít mốt nhớt cho cái xe của mình. Và tiếp đến chúng tôi có một siêu phẩm ở đây, đó chính là Essenza 10W30 với thành phần ester và Fully Synthetic và giá chỉ có 275.000 đồng. Thì dự đoán đây sẽ là một dòng sản phẩm tiên phong trong cái cấp nhớt 10W30 tại thị trường Việt Nam hôm nay. Vốn là đã quá nhiều sản phẩm là 10W40 rồi, thì theo như mình cảm nhận thì sản phẩm này sẽ là trở thành một cái sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các anh em winner. Còn đối với cấp nhớt 40 thì sao? Có rất nhiều sản phẩm dành cho các anh em lựa chọn. German Gold 5W40 dành cho các anh em có túi tiền vừa phải, không phải là đại gia chẳng hạn, chỉ có 215.000 đồng một bình là thôi. Tiếp đến các bạn có thể sử dụng tiếp thằng sản phẩm này, Essenza 10W40. Hai sản phẩm này như nhau thôi các bạn nhé, nhưng mà cấp nhớt này là cấp nhớt 10W40, độ nhớt đặc hơn. Và đó là một vài dòng sản phẩm, thì admin Su có giới thiệu thêm những dòng sản phẩm nào nữa không? Đối với những cái dòng nhớt thì hiện tại trên thị trường thì rất là nhiều, thì các bạn có thể tới ngay Red Center để mà gặp ngay các bạn bên dịch vụ, có sẽ hướng dẫn cho các bạn chọn những cái dòng nhớt nó phù hợp với chiếc xe của bạn hơn. Rồi. Đấy. Thì vừa rồi thì anh Trung Thứ cũng như là đã giới thiệu với các bạn là những cái chai nhớt như thế này để mà phù hợp với cái chuyến đi tour của bạn. Thì mình không biết là ngoài mình cái việc chú trọng mình việc thay nhớt để nó phù hợp với cái chiếc xe cũng như là cái chuyến đi của mình, thì mình còn cái mình quan trọng thêm những cái vấn đề nào nữa không anh Trung Thứ ha? Thì đối với xe chúng ta, ngoài dầu nhớt ra, chúng ta cần phải để ý là để ý cái phần về nhiên liệu. Có thể là chúng ta chạy thiếu nhớt, chúng ta chạy vẫn được một chút xíu đi, nhưng mà không thể nào chúng ta chạy mà thiếu xăng được. Và xăng thì các bạn nhớ khi đi tour chúng ta hãy đổ đầy đủ. Nhưng mà một cái vấn đề xảy ra là các bạn có biết chắc được rằng là những cây xăng
trên quãng đường chúng ta đi nó có xăng có chất lượng hay không, xăng nó có tốt hay không. Vậy nên chúng tôi khuyên các bạn nên sử dụng hai cái bình dung dịch này. Đầu tiên là cái G20 bên này. G20 đây là phụ gia xăng giúp tách nước ra khỏi xăng. Thì phụ gia này sẽ giúp vệ sinh các cái chi tiết trong hệ thống xăng như là cái ống van dẫn, cái đường ống dẫn xăng, cái bình xăng con hoặc là kim phun điện tử. Và ở đây chúng ta có bản nâng cấp G30, cải thiện chất lượng xăng, tăng cái chỉ số octan lên đến 8 RON thì cực kỳ phù hợp cho các anh em đi tour xa và sử dụng mỗi lần khi đổ xăng sẽ rất là phù hợp cho tất cả các anh em biker để có một chuyến đi thật là êm ái. Đó là hai cái xăng. Và còn gì nữa không mệt bên nhỉ? Thì anh Trung Hứa vừa nói với các bạn là về cái vấn đề xăng. Thì đúng rồi, thì tại thì thị trường Việt Nam của mình thì theo như tôi biết thì hầu như là rất là hiếm những cái cây xăng nào mà nó có chất lượng, nó đáp ứng đầy đủ cái thông số như để cho chiếc xe của mình. Thì các bạn có thể mua những cái chai như thế này để mà cầm theo, để mà trên những cái chuyến tour đi tour của mình, để mà đổ vào để mà cung cấp được cái hàm lượng của nó, xăng nó tốt để mà đổ cho cái chiếc xe của mình. Okay. Thì ngoài xăng xong thì còn một cái vấn đề hết sức là quan trọng, đó là cái mùa này nó đang là mùa mưa. Nhưng mà những đối với những cái bạn nào mà đi tour xa hay tour ngắn hay bất cứ là đi những cái tour gì, nhưng mà nếu như cái vỏ xe của mình mà nó bị mòn hoặc là nó mình đã đi quá lâu rồi nhưng mà mình không thay thì nó rất là nguy hiểm anh Thứ ạ. Ví dụ như mình đi trên những con đường mà nó đèo hay là sỏi đá thì nếu mà vỏ mình mòn quá thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Đúng rồi, các bạn lưu ý cái phần vỏ xe nha. Thì vỏ xe chúng ta cần phải thay mới để chúng ta đi tour êm ái hơn và chắc chắn trên những cung đường chúng ta vào cua hay là chúng ta thắng thì nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Và cái việc thay vỏ này cần phải làm thường xuyên sau khoảng 10.000 tới 15.000 km. Thì chúng tôi đang vẫn có những cái chương trình khuyến mãi dành cho vỏ xe. Các bạn có thể lên website khuyến mãi.fpresenter.vn để tham khảo chi tiết chương trình vỏ xe cho kỳ lễ, cho kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 này. Đó là phần thứ ba. Thứ tư đó chính là cái phần nước mát. Chúng ta sẽ nói về nước mát đi. Thì đối với các anh em chạy xe mà có cái hệ thống làm mát bằng dung dịch, bằng nước mát thì các bạn nên sử dụng, nên kiểm tra cái mực nước mát trước khi đi. Và nếu các anh em kỹ lưỡng hơn, chúng ta nên chọn những dòng sản phẩm nước mát cao cấp, chất lượng nhất. Để làm thế nào để chúng ta giải nhiệt cho lo không lo chiếc xe chúng ta bị nóng trong những cung đường dài, những cung đường trời nắng vào giữa trưa, giữa ban ngày. Cái đó là điều mà các anh em biker nên lưu ý. Cái mực nước mát rất là quan trọng. Thì mình vừa thấy là bên Essentia nó rồi cũng mời về mới về một cái sản phẩm nước mát. Thử có thể giới thiệu cho các bạn nghe. Đây, một sản phẩm nước mát của thương hiệu đến từ Ý, Essentia. Ở đây các bạn có thể thấy bình này có tên là Super R50 và nhiệt độ sôi nó là 116 độ C. Sản phẩm này là sản phẩm chúng ta sẽ không cần phải pha, chúng ta sẽ đổ trực tiếp vào trong cái két nước sau khi chúng ta đã vệ sinh và xúc rửa két nước. Đó là vấn đề thứ tư chúng ta cần phải lưu ý. Còn gì nữa không nhỉ? Đây còn một cái chai như thế này. Đây thì em có thể tư vấn về cái chai này hoặc là cái cách sử dụng cũng như là cái điều mà em muốn chia sẻ đến các bạn được không? Rồi thì đối với cái chai này thì các bạn nhìn thấy nó là cái chai IS50. Thì khi các bạn nhìn thấy cái chai thì các bạn biết nó là chức năng nó là gì rồi. Thì nó là để công dụng, nó là bôi trơn cái bộ nhông sinh dưỡng của mình. Thì đặc biệt khi mà các bạn đi xa hay là đi gần cũng vậy thôi, nếu như cái bộ nhông sinh dưỡng của mình nó quá dơ, cặn bẩn nó quá nhiều thì mình sẽ khi mà trong cái hành trình của mình đã đi nó sẽ không được có mượt mà đi, nó sẽ có những cái tiếng kêu rất là khó chịu cũng như là cái nó sẽ giảm cái công suất động cơ của mình. Tại vì cái bộ nhông sinh dưỡng các bạn biết thì nó đã chiếm 10% cái công suất của động cơ rồi. Nếu như bộ nhông sinh dưỡng của bạn quá trùng, quá dơ hoặc lâu ngày không vệ sinh đấy thì nó sẽ rất là gây khó chịu cũng như là cái công suất của mình nó không được đảm bảo. Thì đối với cái chai dưỡng sinh IS50 như thế này thì mình cũng nói hướng dẫn sơ qua cho các bạn để các bạn sử dụng luôn. Thì khi mà các bạn rửa sên thật là sạch sẽ xong, để cho cọng sên nó khô thì các bạn chỉ cần xịt một vòng duy nhất thôi ha, một vòng quanh cọng sên. Đấy, xong đó để cho nó khô khoảng 10 tới 15 cho tới 20 phút. Tiếp theo thì các bạn xịt thêm một vòng nữa. Đấy, xong mà để khô từ 20 phút thì các bạn có thể lên đường và bắt đầu cuộc hành trình của mình. Thì đối với những anh em mà đi tour xa hay đi tour ngắn thì có thể mua để mà cầm theo cái chai này để mà mình có thể bôi trơn cái cọng sên của mình trên từng con đường luôn. Nó rất là hiệu quả nhanh thứ. Thì đối với các anh em đi tour xa thì mình đặc biệt lưu ý với các anh em rằng là nếu các anh em đi với một quãng đường như là 1.000 hay là 2.000 km thì cái việc vệ sinh sên trên quãng đường chúng ta đi cực kỳ quan trọng. Như thế nào? Bởi vì sên chúng ta khi mà chúng ta đi tour, bụi bẩn, bùn đất và kể cả nước mưa nữa nó sẽ bám lên sên và chúng ta cần phải vệ sinh sên. Thì vệ sinh sên, anh em ở nhà anh em có thể sử dụng dầu lửa, dầu hỏa, dầu diesel để vệ sinh, nhưng mà khi anh em đi tour các anh em có chắc rằng chúng ta sẽ đem những cái dung dịch đó theo không? Bởi vậy nên chúng tôi có sản phẩm IS69
vệ sinh, cái chai vệ sinh sơn ở đây như các bạn cũng đã thấy, dung tích 600ml. Thì một đoàn tour chúng ta có thể đi, chúng ta có thể mang một chai này thôi, 3-4 xe chúng ta vệ sinh sơn cho nó tốt. Thì sau khoảng 300 hoặc là 500km chúng ta sẽ vệ sinh sơn, sau đó bôi trơn bằng dung dịch IX50 để sợi sơn chúng ta sạch và được bôi trơn tốt trên từng quãng đường đi. Đó là vấn đề thứ năm mà admin muốn giới thiệu cho các bạn. Thì và đó. còn một vấn đề nữa anh Thức, đó là cái bộ phận phanh đĩa của mình. Cái bộ phận phanh này nó rất là quan trọng. Nếu như mình đi trên những cái con đường của mình sẽ không biết được những cái lúc nào mà mình gặp nguy hiểm hay là những cái khúc mà nó bất ngờ xảy ra, thì cái hệ thống phanh nó rất là đấy. Thì đối với cái hệ thống phanh thì các bạn có thể sử dụng cái chai dung dịch M60 như thế này để mà mình vệ sinh cái bộ phanh của mình ha. Thì cái hệ thống này các bạn có thể là chúng ta sẽ vệ sinh được cái dĩa phanh và kể cả cái bố phanh. Ví dụ như các bạn đi mưa xong, cái bố phanh có thể là vào bụi bẩn đất cát thì nó sẽ tạo nên cái tiếng kít kít rất là khó chịu, cũng như là cái hiệu suất mà phanh của cái phanh của mình nó sẽ không được tốt. Thì một sản phẩm như thế này chỉ có giá là 189.000 đồng, chúng ta sử dụng để vệ sinh nhông sơn dĩa vẫn được, vệ sinh cái bộ phanh, bộ bố phanh. Và kể cả các anh em, ví dụ như chúng ta xe để quá lâu rồi, những cái bụi bẩn nó có thể dính vào những cái bộ cảm biến buji hay là CBS, chúng ta có thể vệ sinh bằng dung dịch M60 này luôn. Nó có giúp, nó tẩy rửa rất tốt và cũng không có bám lại quá lâu bởi vì tính chất bay hơi. Đó là những điều mà admin hôm nay muốn đem lại cho các bạn trong buổi tối ngày thứ sáu hôm nay. Thì các bạn nhanh chân nha, chúng ta chỉ còn 2 ngày, thứ bảy và chủ nhật để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi tour thôi. Bởi vì chủ nhật, thứ bảy, chủ nhật hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu đi rồi, thì chúng ta phải chuẩn bị ngay vào ngày mai thôi. Thì chúng ta sẽ không mất thời gian các bạn nữa, chúng ta sẽ đi vào chi tiết chương trình khuyến mãi lần này. Không biết chương trình khuyến mãi lần này có như thế nào thế ha, để giới thiệu cho các bạn để biết. Chương trình khuyến mãi lần này thì nhân vật chính sẽ là Repsol Synthetico 10W40, dòng sản phẩm Fully Synthetic đến từ thương hiệu Repsol của Tây Ban Nha. Dòng sản phẩm này hiện tại đang có giá bán là 210.000 đồng tại Express Center. Các bạn xem nha, 210.000 đồng tại Express Center, nhưng chúng tôi sẽ dành ra một ưu đãi cực kỳ đặc biệt trong ngay ngày hôm nay thôi. Chỉ có 99 bạn đầu tiên trong 2 ngày, từ ngày 25-26 tới ngày 26, tức là thứ bảy và chủ nhật, ngay ngày mai và ngày mốt thôi các bạn nhé. Chúng tôi sẽ dành ra 99 bạn đầu tiên, 99 bạn, chỉ 99 bạn sở hữu bộ combo này, combo 2 chai Repsol Synthetico với giá chỉ 280.000 nha các bạn. 280.000 đồng cho 2 chai Repsol Synthetico dành cho 99 bạn đầu tiên đến với Express Center hoặc là đặt hàng online qua website của chúng tôi. Chỉ ưu đãi rất là hot. Tức là 2 chai là bao nhiêu ta? 280.000 đồng, tức là một chai chỉ có 140.000 đồng thôi. Và nếu các anh em nào muốn mua thêm một chai nữa, tức là hai chai này với giá là 280.000 đồng, một chai nữa giá 210.000 đồng, tất cả là 3 chai giá 490.000 đồng, các bạn sẽ nhận được thêm một chai G30 tăng ốc tăng booster đã chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn trong cái chương trình cái vừa rồi luôn. Thì chai này sẽ giúp cho các bạn đi tour êm ái và không lo xăng dễ bẩn, xăng dởm hay là tất cả các thứ. Thì các bạn sẽ được tặng cái này. Và đối với các bạn đến với Express Center trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, chúng tôi sẽ áp dụng ưu đãi thay nước mát R30 siêu cấp của Voltronic với giá chỉ 49.000 đồng nha các bạn. Chúng tôi áp dụng thay nước mát cho các bạn với giá 49.000 đồng, chưa áp dụng công thay tại Express Center nhé. Và đó là những cái ưu đãi cực kỳ hot, và admin xin được nhắc lại nha, hai bình này giá chỉ 280.000 đồng, 280.000 đồng chỉ dành cho 99 bạn trong 2 ngày duy nhất, đó là ngày 25 và ngày 26, tức là thứ bảy và chủ nhật tuần này. Các bạn lưu ý một vấn đề này nhé, hãy ghé ngay Red Center ngay các bạn. Rồi nếu các bạn muốn mua thêm một chai nữa, tức là 3 chai với giá là 490.000 đồng tất cả, 280 cộng 210.000, các bạn sẽ nhận được thêm một chai Voltronic G30 và ưu đãi thay nước mát tại Express Center, trực tiếp tại cửa hàng Express Center luôn, với giá chỉ 49.000 đồng, chỉ 49.000 đồng cho cái nước mát này thôi nha các bạn. Và bên cạnh đó các bạn đừng đi đâu cả, hãy lên ngay website khuyến mãi.expresscenter.vn, bởi vì chúng tôi không chỉ có những chương trình khuyến mãi về cái Repsol Synthetico này mà chúng tôi còn những cái bộ combo
phù hợp cho tất cả các anh em xe số, xe cùng tay, xe phân khối lớn và kể các chị em, anh em chạy xe tay ga. Cực kỳ các combo hot trên trang khuyến mãi .mypricecenter.vn. Và các bạn hãy truy cập ngay nhé. Và đừng quên một điều nữa, hãy like share video clip này ở chế độ công khai để được 3 dạ, phần quà. 3 phần quà nha các bạn. Một chai Volturnix, một chai German Gold, một chai Essenza và một chai Motul 300V. À, chúng ta còn điều gì để chia sẻ với lại các bạn nữa không nhỉ? Vâng, và cuối cùng thì sau những chia sẻ của anh Thứ và mình thì khi mà các bạn đã chăm sóc cho chiếc xe của mình rồi thì cái việc hết sức là quan trọng là các bạn phải có những cái bộ giáp để mà bảo vệ cho mình đúng rồi. Khi mà mình đã bảo xe cho mình rồi thì mình phải bảo vệ chính bản thân của mình nữa phải không các bạn? Các bạn hãy cố gắng nha, chúng ta sẽ chuẩn bị thật là đầy đủ từ chiếc xe đến bản thân chúng ta để có một chuyến đi tour thật là vui, thật là an toàn. Và bây giờ xin được phép chúc các bạn một chuyến đi tour 2 tháng 9 cực kỳ an toàn và vui vẻ cùng người thân, người yêu và bạn bè của các bạn nhé. Đừng quên like và share video clip này và đón xem những chương trình khuyến mãi sắp tới của Express Center trong thời gian ngắn hơn. Xin chào các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.